Việt US 1010 xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê buổi sáng của chúng tôi do Linh Trần thực hiện tại California, nước Mỹ vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 5, 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, cuộc đua thử nghiệm vaccine điều trị COVID-19 ngày càng rất quyết liệt. Và câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là một cái câu chuyện liên quan tới cái gì đời trước à. Đó là câu chuyện về cái tình hình nước Mỹ tăng số ca nhiễm, Mỹ đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ quý vị, đó là câu chuyện liên quan tới đất nước Brazil. Đất nước Brazil hiện nay đang trở thành là một cái điểm nóng về cái dịch COVID-19. Thì sau đây chúng tôi sẽ lần lượt đi qua các cái câu chuyện. Rồi, câu chuyện thứ nhất, cuộc đua thử nghiệm vaccine điều trị COVID-19 ngày càng quyết liệt. Tính đến nay vẫn chưa chính thức có loại vaccine điều trị COVID-19, vì thế cuộc đua tìm thuốc điều trị vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Ít nhất có 150 loại thuốc đang được đánh giá tính hiệu quả với COVID-19. Hầu hết đều là thuốc có sẵn, thử nghiệm xem có tác dụng với SARS-CoV-2 hay không. Quốc gia nào cũng ít nhiều dành ngân sách phát triển và thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19. Nhưng lớn nhất là dự án đoàn kết của WHO với sự phối hợp của hơn 400 bệnh viện trên 35 quốc gia. Kế sau đó là dự án độc lập của Anh có tên là Hồi Sinh. Hiện đã có tới 5.000 bệnh nhân tình nguyện tham gia thử nghiệm thuốc để tìm ra vaccine. Theo giới y khoa, có 3 cách tiếp cận điều trị phổ biến. Thứ nhất là phát triển kháng thể virus, tìm ra một cơ chế để trực tiếp hạn chế khả năng sống còn của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể nạn nhân. Cách thứ hai là thuốc làm ổn định hệ miễn dịch. Khi ốm nặng, hệ miễn dịch hoạt động quá tải, gây thêm tổn thương khác cho cơ thể. Và thứ ba là thuốc kích thích sản sinh kháng thể, có thể là từ máu của người đã chiến thắng virus. Phương án hứa hẹn nhất bây giờ vẫn là thuốc Remdesivir, một loại thuốc kháng virus vốn được phát triển điều trị Ebola. Tuy nhiên, Remdesivir chỉ giúp giảm nhẹ các triệu chứng, chưa có kết luận chính thức về việc liệu nó có giúp giảm tỷ lệ tử vong hay không. Về cơ bản, thuốc kháng virus sẽ có hiệu quả ở những giai đoạn đầu của bệnh, thuốc kháng thể sẽ giúp ở các giai đoạn sau. Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chi tiết chương trình nghiên cứu vaccine ngừa SARS-CoV-2 mang tên chiến dịch WarFit. Chương trình nghiên cứu này đã được chính phủ Mỹ bắt đầu triển khai từ tháng 3 năm 2020. Tổng thống Trump cho biết chiến dịch WarFit là một chương trình được thiết kế quy mô lớn và phải được triển khai nhanh nhằm sớm tìm ra vaccine, giúp nước Mỹ có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc đua toàn cầu. Đây có thể xem là chương trình nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất thế giới, quy tụ nhiều phòng thí nghiệm cao cấp của các trường đại học uy tín và danh tiếng thế giới, các công ty dược và công ty sinh học hàng đầu. Chính vì tầm quan trọng và quy mô của chiến dịch WarFit mà các cơ quan an ninh phản gián của Mỹ thường xuyên quan tâm và canh giữ và cảnh báo các cái nhà quản lý, nhà nghiên cứu phải thường xuyên cảnh giác trước nguy cơ rình rập của gián điệp nước ngoài, đặc biệt là các trường hợp xâm nhập mạng máy tính của các tin tặc gián điệp. Đây là một đại dịch toàn cầu, nhưng thật không may các quốc gia lại không đối xử với nó như một vấn đề toàn cầu. Bình luận Justin Fire, một cựu chuyên gia phân tích tình báo thuộc NSA, Fire cho rằng các nước đang tung gián điệp, điệp viên để thu thập thông tin bí mật về các nghiên cứu dược lý, phân lập cấu trúc gen virus corona để xem các đối thủ tiến bộ đến đâu. Tần suất các vụ tấn công lớn và phạm vi các mục tiêu rất rộng nên không thể thống kê đầy đủ được. Các nhà nghiên cứu toàn cầu cho rằng sự hợp tác quốc tế có vai trò sống còn đối với cuộc chiến chống COVID-19. Nếu thế giới hy vọng về một vaccine chung toàn cầu, khi đó các nỗ lực hợp tác sẽ đặt ra vấn đề liệu các quốc gia có còn cần thiết cạnh tranh với nhau trong việc sản xuất vaccine COVID-19 nữa hay không.
Đó là cái câu chuyện thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Câu chuyện thứ hai liên quan đến tình hình nước Mỹ, tăng số ca nhiễm, Mỹ đối mặt với nguy cơ bùng phát COVID-19. Nhiều bang tại Mỹ đang ghi nhận sự gia tăng COVID-19 làm dấy lên lo lắng về nguy cơ dịch có thể sớm bùng phát trở lại ở quốc gia này. Tất cả 50 bang của Mỹ đã mở cửa trở lại, người dân đổ xô ra ngoài khi lệnh giãn cách được nới lỏng. Các bãi biển, bể bơi, khu vui chơi ngoài trời chật kín người vào dịp lễ cuối tuần. Nhiều người đã bỏ qua các biện pháp giãn cách an toàn. Một người dân Mỹ nói, mọi người không đeo khẩu trang, tôi cũng không đeo, mọi người không lo lắng, tôi cũng vậy. Việc không tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế khi Mỹ mở cửa lại là một phần khiến ít nhất 18 bang nước này ghi nhận tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Thậm chí chính quyền của thành phố Montgomery của bang Alabama đã phải lên kế hoạch bổ sung giường bệnh khi số ca nhiễm COVID mới và ca tử vong tại bang liên tục gia tăng. Ông thị trưởng của thành phố này nói, người dân cần hiểu rõ về nguy cơ làn sóng thứ hai sẽ xảy ra với cái giá phải trả nhiều hơn so với những gì chúng ta đã trải qua. Bác sĩ Mike Ryan, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh có thể bùng phát bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi không thể đưa ra giả định chỉ vì dịch bệnh đang có chiều hướng đi xuống. Nước Mỹ có khoảng 1,7 triệu người nhiễm, vượt mốc 100.000 ca tử vong do dịch COVID-19. Mỹ đã chia ra hàng tỷ đô để giới khoa học nước này sớm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu vaccine ngăn ngừa COVID-19. Mới đây, công ty sinh học Moderna của Mỹ đã công bố kết quả tích cực trong cuộc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 lần đầu tiên được tiến hành trên cơ thể người. Nước Mỹ đang kỳ vọng sẽ bắt đầu có sản xuất vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 12 của năm 2020. Một thông tin đáng ngại mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là thống đốc và bang Arkansas cho biết một số cá nhân tham gia buổi tiệc hồ bơi của học sinh trung học đã nhiễm COVID-19. Thống đốc này từ chối chi tiết về buổi tiệc đã trở thành chuỗi lây nhiễm tại bang này. Tuy nhiên, ông lưu ý việc nhắc nhở người dân gìn giữ kỷ luật trong hoạt động của mình. Theo CNN, trường hợp của Arkansas phần nào cho thấy Mỹ vẫn đối mặt với rủi ro lây nhiễm cộng đồng, dù chính quyền của một số thành phố và bang tiếp tục nới lỏng phong tỏa. Thống đốc bang này cho biết số ca bệnh COVID-19 tại Arkansas đang tăng trở lại. Ông cảnh báo dịch bệnh ở địa phương đang trải qua một đợt leo đỉnh thứ hai. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Dù gì nữa, chúng ta cũng phải luôn luôn cảnh giác với COVID-19. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, chuyển tải thông tin đến quý vị. Câu chuyện thứ ba, truyền thông Brazil tẩy chay Tổng thống Bolsonaro vì bị quấy rối. Bốn cơ quan truyền thông lớn nhất Brazil cho biết họ đã rút phóng viên khỏi khu vực đưa tin tại nơi ở chính thức của Tổng thống Bolsonaro vì thiếu các biện pháp an ninh để bảo vệ phóng viên. Tổng thống Bolsonaro có thói quen dừng lại trước lối vào dinh của mình để trò chuyện với những người ủng hộ ông, chụp ảnh tự xướng với họ và đưa ra lời nhận xét cho các nhà báo. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, những người ủng hộ Tổng thống tại cổng vào dinh đã chĩa mũi dùi chỉ trích đầy giận dữ vào các phóng viên. Ngày 25 tháng 5, có khoảng 60 người ủng hộ ông Bolsonaro đã vây quanh la hét vào phóng viên với những từ ngữ chỉ trích như kẻ nói dối, cặn bã. Các cuộc tấn công nhắm vào sinh viên gia tăng trong bối cảnh hình ảnh của ông trở nên xấu đi khi vấp phải các chỉ trích về xử lý sai lầm trong cuộc khủng hoảng do COVID-19. Dịch hiện nay đã khiến cho 20.000 người Brazil thiệt mạng và làm tê liệt nền kinh tế nước này. Ông cũng đang bị điều tra vì cáo buộc can thiệp vào việc thực thi pháp luật, và những người ủng hộ ông cho rằng truyền thông là một phần trong âm mưu hất cản ông. Ngày 3 tháng 5, những người biểu tình giận dữ trong cuộc biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro ở Brasilia đã đánh vào một phóng viên rơi khỏi cái thang và tiếp tục đánh phóng viên này khi ông đã nằm trên mặt đất. Tờ Folha cho biết họ chỉ cử phóng viên đến đưa tin một khi Tổng thống có các biện pháp đảm bảo an toàn cho các nhà báo. Trong khi đó, Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia là Heleno tuyên bố rằng văn phòng thường xuyên kiểm tra tình hình và đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh. Cho rằng dịch COVID-19 tuy làm thiệt hại nhiều sinh mạng, nhưng nếu đóng cửa đất nước, người dân sẽ chết trước vì đói. Đến nay, Brazil phải trả đắt cho đường lối chống dịch COVID của Tổng thống Bolsonaro.
Tổng thống Brazil có cách tiếp cận ở cấp độ nguy hiểm hơn và lỏng lẻo hơn đối với dịch COVID-19. Ông là tổng thống duy nhất đã sa thải Bộ trưởng Y tế và gây sức ép để Bộ trưởng kế nhiệm phải từ chức chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Ông cũng là tổng thống duy nhất trực tiếp tham gia các cuộc tuần hành phản đối lệnh ở nhà do thống đốc các bang đưa ra. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp của Brazil lúc 23 giờ 59 phút ngày 26 tháng 5, Mỹ sẽ áp dụng các quy định cấm nhập cảnh với những người từng đến Brazil trong vòng 14 ngày trước đó để ngăn chặn nguồn lây từ nước ngoài. Số người chết do dịch COVID-19 trong một ngày của Brazil đang cao hơn số người chết ở Mỹ. Brazil có 807 ca tử vong tính đến ngày 26 tháng 5, trong khi ở Mỹ là 620 người. Brazil đang có tổng cộng 376.669 người nhiễm virus corona chủng mới, đứng hàng thứ hai thế giới với 23.522 người tử vong do COVID-19. Theo hãng tin Reuters, trước quyết định cấm nhập cảnh do Mỹ đưa ra, ông Jair Bolsonaro tiếp tục bị các đối thủ chính trị chỉ trích và chế nhạo rằng dù thần tượng Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai, nhưng người Brazil nay vẫn bị Mỹ cấm cửa. Ryan Winter, biên tập viên thường trú tại New York của tạp chí American Waterline, nhận định nhờ quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Brazil mà chính quyền ông Trump chưa đưa ra quyết định cấm nhập cảnh sớm với nước này. Nhưng tình bằng hữu cũng không thể làm gì được một khi Brazil không thể làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Ngày 23 tháng 5, ông Bolsonaro vẫn thể hiện sự chống đối của mình với các biện pháp hạn chế khi cố tình ra đường ở thủ đô ăn hot dog, uống nước với các vệ sĩ, cũng như với những người ủng hộ. Trong một video phát tán trên mạng, khi ông đang ăn uống thì bị một đám đông phản đối. Ông liên tục phớt lờ những khuyến cáo của các chuyên gia y tế chỉ trích các biện pháp hạn chế phòng dịch và xem COVID-19 là một dạng cúm nhẹ. Nhưng theo đài CNN, bên trong các bệnh viện, các bác sĩ mới biết điều kinh khủng gì đang xảy ra. Những người chỉ trích cho rằng Tổng thống Bolsonaro sẽ phải chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp đối phó với tình trạng hỗn loạn đã khiến dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở đất nước này. Theo AFP, những thiệt hại kinh tế ở Brazil có thể thấy khi phần lớn dân cư sống chen chúc, không có tiết kiệm, thất nghiệp sẽ nghiêm trọng hơn và dai dẳng và có thể dẫn tới nguy cơ đói nghèo trong vài tháng tới. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện thứ ba đã kết thúc cái chương trình cà phê buổi sáng của kênh Việt US 1040. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu video thấy quý vị thấy video của chúng tôi là hữu ích, xin vui lòng đăng ký like, share. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe của quý vị rất nhiều.